Nội dung bài hôm nay gồm có các phần như sau. Thứ nhất là về tổng quan dịch tễ học, cơ chế bệnh sinh, phân loại các hình thái tổn thương, các yếu tố nguy cơ tiến triển bệnh, khám mắt toàn diện cho bệnh nhân đái tháo đường, điều trị và tư vấn giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân đái tháo đường. Cái mục tiêu của cái bài giảng ngày hôm nay thì có hai mục tiêu chính. Thứ nhất là với đối tượng bác sĩ chuyên khoa mắt thì mục tiêu là các bác sẽ khám chẩn đoán và phân loại được các cái giai đoạn bệnh và có các cái phương án điều trị tùy theo giai đoạn. Đối với đối tượng là các cái bác sĩ hệ nội thì mục tiêu là các bác có các khái niệm về bệnh võng mạc đái tháo đường, các bác nắm được các khái niệm về các cái hình thái tổn thương và phối hợp với bác sĩ nhãn khoa để có các cái tư vấn giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân có các cái bệnh võng mạc đái tháo đường để có các cái kết quả điều trị bệnh mắt tốt nhất cho bệnh nhân đái tháo đường. Thì như mọi người đã biết là bệnh võng mạc đái tháo đường là một cái bệnh chuyển hóa phổ biến có cái tính xã hội. Đây là một trong ba bệnh không lây truyền có cái tốc độ phát triển rất là nhanh, bao gồm bệnh ung thư, bệnh tim mạch và bệnh đái tháo đường. Thì bệnh đái tháo đường biểu hiện ở nồng độ glucose trong máu tăng cao và kéo dài do thiếu hụt tuyệt đối hoặc tương đối insulin trong máu. Và đây là một trong những cái bệnh mà được sự quan tâm rất là nhiều của toàn thế giới, bởi vì là bệnh đái tháo đường thì gây các cái biến chứng toàn thân, chủ yếu biến chứng ở bốn cái cơ quan, đó là tim não mắt thận, gây ảnh hưởng đến chất lượng sống của bệnh nhân và mạng của bệnh nhân nữa. Thì bệnh võng mạc đái tháo đường là một cái biến chứng hay gặp nhất của bệnh mắt đái tháo đường, tác động lên cái mạch máu ở võng mạc, và đây là cái nguyên nhân gây mù loà và giảm thị lực hàng đầu ở người trưởng thành trong cái độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì năm 2010 có 221 triệu người mắc bệnh bệnh đái tháo đường, hơn 92 triệu người mắc một thể bệnh võng mạc và đái tháo đường nào đó. 17 triệu người mắc bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh, 20 triệu người mắc phù hoàn điệp, 28 triệu người mắc bệnh võng mạc đái tháo đường đe dọa thị lực. Và theo các nghiên cứu khác thì 34,6% số bệnh nhân đái tháo đường ở Mỹ, các nước châu Âu và châu Á bị mắc một thể bệnh võng mạc đái tháo đường. 10,2% số bệnh nhân trên mắc bệnh võng mạc đái tháo đường đe dọa thị lực như là bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh hoặc phù hoàn điệp đái tháo đường. Thì như vậy theo các cái thống kê cho thấy là tầm khoảng 10 trên dưới 10% bệnh nhân có bệnh đái tháo đường mắc các cái bệnh võng mạc đái tháo đường và đe dọa đến thị lực, ảnh hưởng rất là lớn đến cái tình trạng thị lực của bệnh nhân. Cơ chế bệnh sinh của bệnh võng mạc đái tháo đường nguyên nhân là do tăng nồng độ glucose trong máu dẫn đến các bất thường về hóa sinh, các cái tổn thương mô học và hậu quả là phá vỡ hàng rào máu máu võng mạc tạo tân mạch. Cụ thể như sau, khi mà cái nồng độ glucose trong máu tăng thì sẽ khởi phát các cái con đường thay thế để chuyển hóa glucose, hay gặp nhất đấy là cái con đường polyol. Khi mà con đường polyol được kích hoạt thì sẽ tạo thành các cái sản phẩm chuyển hóa, thứ nhất là sorbitol làm tăng cái áp lực thẩm thấu trong tế bào, mất cân bằng nội môi tế bào. Các sản phẩm chuyển hóa khác ví dụ như là glycation thì kích hoạt các cái cytokine, các cái yếu tố tăng trưởng tạo thành các phản ứng viêm mãn tính, rối loạn chức năng nội môi mạch máu, tăng tính trưởng thành mạch, giãn mạch và vi tắc mạch. Khi các cái bất thường về hóa sinh này xảy ra thì dẫn đến các cái tổn thương mô bệnh học, đó là dày màng đáy mao mạch, các tế bào nội mạch và cạnh mạc, và cạnh mạch, giãn mao mạch, tắc mao mạch và vi hình mạch. Hậu quả là xuất hiện các cái vùng thiếu máu, dính bạch cầu và thành mạch, giảm tưới máu, vỡ hàng rào máu võng mạc trong và tạo ra các tân mạch. Ở đây là cái hình ảnh đáy mắt màu bình thường. Thì mọi người thấy đây là cái gai thị khá là hồng hào và bờ rõ, cấu trúc của mạch máu võng mạc, động tĩnh mạch trung tâm võng mạc với kích thước bình thường và
các cái đường đi thì rất là mềm mại, không có các tổn thương bất thường nào ở trên trên võng mạc. Còn đây là các cái tổn thương đặc trưng của bệnh võng mạc đái tháo đường. Đó là các cái vi trình mạch đây ạ. Các cái xuất tiết dạng chấm, xuất tiết dạng bông, xuất tiết dạng bông, các cái mảng xuất huyết, các cái xuất huyết dạng chấm, dạng đốm và dạng mảng. Và đây là các cái tổn thương giai đoạn nặng nhất, đó là các cái mạch máu mới tăng sinh hay còn gọi là tân mạch. Thì hiện tại có rất nhiều cách phân loại bệnh võng mạc đái tháo đường. Tuy nhiên trên lâm sàng thì chúng tôi thường dùng cho phân loại của SNRS là một cái nghiên cứu điều trị bệnh võng mạc và tiểu đường ở các giai đoạn sớm. Thì chia bệnh võng mạc đái tháo đường thành các cái giai đoạn như sau. Thứ nhất là bệnh võng mạc đái tháo đường giai đoạn nền, thứ hai giai đoạn tiền tăng sinh, giai đoạn tăng sinh và giai đoạn biến chuyển nặng. Có một cái hình thái bệnh võng mạc tiểu đường, đó là tổn thương vùng hoàng điểm đái tháo đường. Thì cái bệnh lý hoàng điểm đái tháo đường có thể gặp ở tất cả các giai đoạn trên. Bệnh võng mạc đái tháo đường giai đoạn này thì đặc trưng bởi hai cái tổn thương chính, đó là vi trình mạch và giải rác xuất huyết dạng chấm. Thì cái vi trình mạch và xuất huyết dạng chấm này ở cái giai đoạn nền thì cái số lượng nó khá là vừa phải và xuất hiện rải rác ở trên trên võng mạc. Ngoài ra thì có thể thấy các tổn thương khác, ví dụ như là xuất tiết cứng hay xuất tiết mềm. Đây là hình ảnh đáy mắt bầu của bệnh võng mạc đái tháo đường giai đoạn nền. Thì mọi người thấy là trên hình đáy mắt, trên hình đáy mắt bầu thì có ví dụ như đây là các cái vi trình mạch, các cái xuất tiết, cả các cái xuất huyết dạng chấm, xuất huyết dạng vết. Cái giai đoạn thứ hai của bệnh võng mạc đái tháo đường đó là bệnh võng mạc đái tháo đường tiền tăng sinh. Ở giai đoạn này thì ngoài các cái tổn thương gặp như trên, đó là vi trình mạch và xuất huyết, thì xuất hiện thêm các cái triệu chứng khác. Bệnh nhân có thể có các cái tĩnh mạch, chuỗi hạt, có các cái chuyển động mạch thu hẹp và tắc nghẽn, các cái xuất tiết dạng bông, xuất huyết dạng vết gây thiếu máu cục bộ võng mạc. Ở đây là hình ảnh đáy mắt bầu của bệnh võng mạc đái tháo đường tiền tăng sinh. Thì mọi người thấy thứ nhất là các cái tổn thương vi trình mạch, các cái xuất huyết thì xuất hiện khá là dày đặc ở trên tờ võng mạc của bệnh nhân, xuất hiện thêm các cái đây là xuất tiết mềm, xuất tiết dạng bông đây ạ. Các cái xuất huyết thì nhiều hơn thành đám mạc. Đây cũng là hình ảnh cái mắc bầu của bệnh võng mạc đái tháo đường tiền tăng sinh. Với tổn thương ở trên bệnh nhân này thì có rất là nhiều các xuất tiết dạng bông. Đây là các cái đốm trắng xuất tiết dạng bông thôi. Đây là các cái tổn thương hoại tử của tế bào thần kinh ở võng mạc. Và cái giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn võng mạc đái tháo đường tăng sinh. Ở cái giai đoạn này thì tùy cái mức độ tổn thương sẽ chia thành các cái giai đoạn nhỏ hơn, tăng sinh nhẹ, tăng sinh vừa, tăng sinh nặng. Thì cái giai đoạn võng mạc đái tháo đường tăng sinh này, cái đặc trưng chủ yếu được phân biệt với bệnh võng mạc đái tháo đường tiền tăng sinh, đó là xuất hiện các cái tân mạch thì có thể xuất hiện ở trước võng mạc hoặc là tân mạch có thể xuất hiện cạnh gai thị. Ở bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh nhẹ thì có tân mạch trước võng mạc, ngoại vi có kích thước là nhỏ hơn 1/2 đường kính bia thị. Ở bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh vừa thì tân mạch trước võng mạc ngoại vi có kích thước lớn hơn hoặc bằng 1/2 đường kính bia thị, hoặc là có xuất hiện tân mạch cạnh gai có kích thước nhỏ hơn 1/3 đường kính bia thị. Ở cái giai đoạn tăng sinh nặng thì tân mạch cạnh gai có kích thước lớn hơn hoặc bằng 1/3 đường kính bia thị. Đây là hình ảnh đáy mắc bầu của bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh. Thì như mọi người thấy là trên cái hình ảnh chụp đáy mắc bầu của bệnh nhân xuất hiện rất nhiều các cái búi tân mạch, và đây là các cái xuất huyết cứng, các cái xuất huyết dạng đốm,
các cái vi tính mạch là các cái tổn thương cơ bản, ngoài ra còn xuất hiện các cái xuất tiết cứng. Đây ạ. À, đây là một cái hình ảnh nữa của bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh, ở đây là giai đoạn nặng. Thì thấy là cái cấu trúc của tĩnh mạch nó thay đổi rất là nhiều, nó giãn mạch, có xuất xuất tiết các cái rốn xuất tiết bông, rất là nhiều các cái cân mạch ở võng mạc. Và đây là hình ảnh phóng to của các cái cân mạch cạnh gai. Bình thường thì ở cái khu gai thì này sẽ không hề có những cái cân mạch như thế này. Và đây là các cái mối cân mạch xuất hiện. Đây là cái bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh ở giai đoạn nặng. Thì đây là hình mô phỏng cái sự khác biệt của hai cái giai đoạn bệnh võng mạc đái tháo đường. Đó là bệnh võng mạc đái tháo đường không tăng sinh và bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh. Thì mọi người thấy cái khác biệt lớn nhất đó là xuất hiện các cái cân mạch ở vùng gai thì đây. Còn trên cái hình đái phát màu của bệnh võng mạc không tăng sinh thì cái gai thì rất là hồng hào, bờ rõ và không xuất hiện một cái cân mạch bất thường trên khi bờ của gai thì sẽ tiếp tục gai thì. Cái giai đoạn là ở cuối đó là bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh tiến triển nặng, tức là bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh mà có biến chứng. Lúc đấy thì đã xuất hiện các cái xuất huyết dịch tính trong võng mạc, tân mạch máu mắt hoặc là glaucom tân mạch. Đây là hình ảnh đái mắt màu của bệnh võng mạc tăng sinh có biến chứng. Ở đây là đã xuất hiện các cái tăng sinh sơ ở trong võng mạc gây co kéo trong võng mạc. Đây là cái hình đáy mắt màu của bệnh võng mạc tăng sinh có biến chứng. Thì mọi người thấy thứ nhất là có các cái búi tân mạch ở gai thị xuất hiện vào trong xuất hiện trước võng mạc, xuất hiện vào trong vùng dịch tính đây ạ. Đây là cái khối xuất hiện này. Một cái hình thái tổn thương hoàng điểm đái tháo đường thì có thể gặp ở mọi giai đoạn của bệnh võng mạc đái tháo đường. Thì chia thành hai cái tổn thương chính, thứ nhất là bệnh lý hoàng điểm đặc thù, thứ hai là bệnh lý hoàng điểm đặc thù máu. Thì bệnh lý hoàng điểm đặc thù là sự tái lên của võng mạc trong phạm vi một đường kính đĩa thị quanh hoàng điểm hoặc xuất tiết cứng trong phạm vi 500 micromet quanh hoàng điểm. Và có hai cái hình thái tổn thương, thứ nhất là phù hoàng điểm khu trú và thứ hai là phù hoàng điểm lan tỏa. Còn bệnh lý hoàng điểm đặc thiếu máu đó là cái tắc nghẽn trầm trọng của các cái mao mạch quanh hoàng điểm, dẫn đến tình trạng thiếu máu của hoàng điểm. Đây là hình ảnh chụp các lớp hoàng điểm một cái bệnh nhân có hoàng điểm bình thường. Thì đây là hình ảnh chụp các lớp, mọi người thấy là có cái hình ảnh của hố trung tâm ở đây. Các lớp võng mạc có 10 lớp võng mạc thì nó áp sát vào nhau và cái đường biểu mô sắc tố thì rất là mềm mại ở dưới đây. Và cái chiều dày của vùng hoàng điểm bình thường là rơi vào tầm khoảng độ trên dưới 250 micromet. Còn đây là hình ảnh của bệnh lý hoàng điểm phù khu trú. Cái vùng màu vàng ta nhìn thấy ở đây là cái vùng mà có cái chiều dày võng mạc nó tăng hơn bình thường. Đây là cái biểu hiện của phù hoàng điểm khu trú ở cái khu này thôi. Đây là hình ảnh bệnh lý phù hoàng điểm lan tỏa. Thì có hai dạng là không dạng ngang và không dạng ngang. Thì ngoài cái việc là ở hoàng điểm phù dày tăng kích thước thì ở bệnh nhân dạng ngang thì kèm theo các cái hốc ở trong cái chiều dày của vùng hoàng điểm này. Vậy thì cái tiến triển của bệnh võng mạc đái tháo đường nó chỉ phụ thuộc vào việc là bệnh nhân có tăng đường huyết hay là còn có những yếu tố nào khác dẫn đến cái tiến triển của bệnh võng mạc đái tháo đường. Thì sau nhiều các nghiên cứu thì các tác giả đã nhận thấy rằng là bệnh võng mạc đái tháo đường thì có các cái yếu tố nguy cơ chính như sau. Thứ nhất là thời gian mắc bệnh. Thì thời gian mắc bệnh chính là yếu tố đầu tiên và tiên quyết quyết định đến tỷ lệ mắc bệnh
khi cái thời gian mắc bệnh trên 5% thì cái tỷ lệ mắc bệnh có mặt đái tháo đường đã lên đến 25%. Thời gian mắc bệnh trên 10 năm tỷ lệ mắc bệnh là 65%, và khi mà bệnh nhân mắc trên 15 năm thì cái tỷ lệ mắc bệnh có mặt đái tháo đường đã lên đến 85%. Tức là cứ 10 người mắc bệnh đái tháo đường trên 15 năm thì có tầm khoảng trung bình tầm khoảng độ 8 hơn 8 bệnh nhân là có bệnh có mặt đái tháo đường. Một cái yếu tố thứ hai liên quan đến tiến triển của bệnh có mặt đái tháo đường đó là mức độ kiểm soát đường máu. Thì các nghiên cứu cho thấy là cái nồng độ HbA1c trong máu chỉ cần tăng 1% thì cái nguy cơ tiến triển bệnh có mặt đái tháo đường đã tăng đến 18%. Thứ ba đó là yếu tố tăng huyết áp mãn tính. Thì ở những cái bệnh nhân mà có bệnh có mặt đái tháo đường và có tăng huyết áp thì cái nguy cơ chuyển từ bệnh có mặt đái tháo đường tiền tăng sinh sang bệnh có mặt đái tháo đường tăng sinh thì nguy cơ tăng gấp 2 lần với những cái bệnh nhân mà không có tăng huyết áp hoặc là tăng huyết áp kiểm soát tốt. Thì cái nguyên nhân là bởi vì khi mà tăng huyết áp thì cái áp lực trong mạch tăng dẫn đến thì cái việc là tăng thoát ion và tăng phân thoát ion và nước qua mạch máu và trong võng mạc. Ngoài ra thì có các cái yếu tố nguy cơ khác cũng ảnh hưởng đến cái tiến triển bệnh võng mạc đái tháo đường, đó là rối loạn lipid máu, tình trạng có thai và suy thận, tăng protein nhiều, giảm protein máu. Vậy thì triệu chứng của bệnh có mặt đái tháo đường là gì? Liệu bệnh nhân đái tháo đường có tự biết rằng là mình đã có các cái biến chứng của tiểu đường tại đáy mắt hay chưa? Thì thực ra là cái bệnh có mặt đái tháo đường là cái bệnh diễn biến rất là âm thầm. Trong cái giai đoạn đầu thì bệnh nhân gần như là không có triệu chứng, nên là bệnh nhân nếu mà không đi khám thì gần như là không thể biết rằng là mình đã có biến chứng của tiểu đường tại đáy mắt hay chưa. Chỉ đến khi bệnh nhân có bệnh võng mạc đái tháo đường và chuyển sang cái giai đoạn tiến triển, ví dụ như là bệnh võng mạc đái tháo đường có tổn thương hoàng điệp hoặc là bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh, thì lúc đó bệnh nhân mới xuất hiện các cái triệu chứng, ví dụ như là giảm thị lực, có rời bay, hoặc là khi bệnh nhân chuyển sang cái giai đoạn có biến chứng, ví dụ như là xuất huyết dịch kính hoặc là bong võng mạc, thì lúc đấy bệnh nhân mới có các triệu chứng, ví dụ như là mất hẳn thị lực, thì lực trở về bóng bàn tay hoặc là đếm ngón tay khoảng 1 đến 2 mét. Thế ngoài ra khi mà có biến chứng nặng như là glaucoma thì bệnh nhân xuất hiện biểu hiện đau nhức mắt. Còn ngoài ra với những cái bệnh nhân nếu mà hiện tại chưa có biến chứng gì thì bệnh nhân gần như là không có triệu chứng, không đau nhức mắt, không mịt mờ. Vậy thì với một bệnh nhân đái tháo đường thì cái khám mắt cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ có quy trình như thế nào? Thì thứ nhất là với hỏi bệnh thì ngoài cái việc khai thác bệnh sử nhã khoa, tiền sử nhã khoa, thì các bác sĩ lưu ý nhất là khai thác cái thời gian mắc bệnh đái tháo đường của bệnh nhân, tình hình kiểm soát đường huyết, để các cái thông số về nồng độ HbA1c trong máu, tiền sử các cái bệnh toàn thân, ví dụ như là tăng huyết áp, suy thận, rối loạn lipid máu và các cái tình trạng thai sản hiện tại. Khám lâm sàng thì thứ nhất là bệnh nhân sẽ được đo thị lực, đo nhãn áp, soi mắt tiền phòng nếu có chỉ định, ví dụ như khám quan sát phải có tâm mạch móng mắt, có nhãn áp cao. Bệnh nhân sẽ được khám xét nghiệm bi lên khe từ trước ra sau và khám vé mắt được từ giãn. Về cận lâm sàng thì bệnh nhân sẽ được chụp ảnh đại mắt bầu, thì đây là cái công cụ hữu ích để ghi lại cái diễn biến bệnh, xác định cái giai đoạn bệnh. Bệnh nhân có thể sẽ được chụp OCT đánh giá bệnh lý hoàn toàn đái tháo đường. Và nếu bệnh nhân có biểu hiện là giảm thị lực, bệnh nhân có thể chụp mạch hình quang để đánh giá các vùng thiếu máu. Sau khi mà chẩn đoán các giai đoạn bệnh rồi thì chúng ta sẽ tiến hành điều trị cho bệnh nhân. Điều trị bệnh võng mạc đái tháo đường thì cái yếu tố đầu tiên là chúng ta sẽ tối ưu hóa điều trị nội khoa, điều trị đường huyết tốt với cái đích là glucose máu trước ăn là từ 5 đến 7,2 mmol/L, glucose máu sau ăn là nhỏ hơn 10 mmol/L, HbA1c là dưới 7%, kiểm soát huyết áp chặt chẽ với cái huyết áp đích là tầm nhỏ
thấp hơn 130 trên 80 mm/Hg và bệnh nhân được điều trị rối loạn lipid máu. Và bệnh tái mắt thì bệnh nhân sẽ được điều trị theo giai đoạn võng mạc đái tháo đường. Ở bệnh võng mạc đái tháo đường giai đoạn nền thì chủ yếu là theo dõi định kỳ theo khuyến nghị với khám tái mắt có chụp ảnh. Với giai đoạn võng mạc đái tháo đường tiền tăng sinh, tức là mình sẽ phải theo dõi chặt chẽ để phát hiện các cái bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh, cân nhắc quan tâm võng mạc cho những cái bệnh nhân có nguy cơ tiến triển thành bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh cao hoặc bệnh nhân kém tuân thủ điều trị. Ở giai đoạn bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh thì bệnh nhân sẽ được điều trị quang đông toàn võng mạc, tiêm nội nhãn thuốc ức chế tăng sinh tân mạch, anti VEGF ví dụ như là Lucentis, Bevacizumab, Aflibercept. Bệnh nhân có thể được phẫu thuật nếu có các cái biến chứng bong võng mạc rất là dịch tính. Còn nếu bệnh nhân có tổn thương võng mạc hình thái và đến hoàn tiền đái tháo đường thì bệnh nhân sẽ được tiêm nội nhãn anti VEGF nếu bệnh nhân có cùng hoàn tiền, hoặc là bệnh nhân tiêm nội nhãn corticoid hoặc tiêm chậm. Tổn thương thiếu máu hoàn tiền thì bệnh nhân sẽ được laser võng mạc. Và với bệnh nhân đái tháo đường thì cái tư vấn giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân như thế nào? Thứ nhất là chúng ta sẽ trao đổi về kết quả khám và giải thích cho bệnh nhân hiểu về tình trạng của bệnh. Khuyến nghị bệnh nhân có bệnh đái tháo đường nhưng chưa bị bệnh võng mạc đái tháo đường đi khám mắt hàng năm, tư vấn cho bệnh nhân về việc điều trị hiệu quả võng mạc đái tháo đường thì phụ thuộc vào điều trị kịp thời cả khi thị lực còn tốt và khi chưa có triệu chứng tại mắt. Tư vấn cho bệnh nhân hiểu tầm quan trọng của việc kiểm soát đường máu, huyết áp và mỡ máu. Và lịch tái khám định kỳ của bệnh nhân đái tháo đường như sau. Nếu bệnh nhân có đái tháo đường và chưa có bệnh võng mạc đái tháo đường thì bệnh nhân nên được khám mắt định kỳ 12 tháng một lần, tức tầm 1 năm một lần. Với bệnh võng mạc đái tháo đường giai đoạn nền thì bệnh nhân sẽ được khám mắt 6 đến 12 tháng một lần. Bệnh nhân có võng mạc đái tháo đường tiền tăng sinh thì bệnh nhân được khuyến nghị khám mắt từ 3 đến 6 tháng một lần. Với bệnh nhân có võng mạc đái tháo đường tăng sinh thì bệnh nhân sẽ nên khám mắt 1 đến 3 tháng một lần. Bệnh nhân có mạc đái tháo đường tiến triển thì bệnh nhân sẽ khám mắt 1 tháng một lần. Và bệnh nhân có mạc đái tháo đường tăng sinh ổn định, tức là bệnh nhân đã được điều trị tốt thì bệnh nhân khám mắt 6 đến 12 tháng một lần. Với hình thái tổn thương hoàng điểm của bệnh đái tháo đường, ở hình thái của hoàng điểm khu trú thì bệnh nhân nên được khám 3 tháng một lần. Bệnh nhân cùng điểm lan tỏa 1 tháng một lần, và khi bệnh nhân đã được điều trị ổn định cùng hoàn điểm thì bệnh nhân vẫn nên khám 3 đến 6 tháng một lần. Tóm lại thì bệnh võng mạc đái tháo đường là một cái biến chứng mắt thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường, và đây chính là cái nguyên nhân gây mù hàng đầu ở tuổi trưởng thành và có thể phòng tránh được. Bệnh thì tiến triển khá là thầm lặng với liên quan đến nhiều các bệnh yếu tố nguy cơ, và hiệu quả điều trị võng mạc đái tháo đường thì phụ thuộc vào việc điều trị kịp thời cả khi thị lực còn tốt và chưa có triệu chứng tại mắt. Bài báo cáo của tôi đến đây là hết. Xin các câu hỏi của các bác.